Thưa quý vị, cục y tế dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về việc tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, đồng thời ngành y tế đánh giá nguy cơ đề xuất các biện pháp phòng chống tại Việt Nam. Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống hạn chế tối đa số mắc và tử vong cục y tế dự phòng đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur tập trung thực hiện các nội dung sau cụ thể theo dõi chặt chẽ tổng hợp tình hình phân tích dịch tễ bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân trên thế giới phối hợp với địa phương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân và báo cáo ngay những trường hợp bất thường đồng thời đánh giá nguy cơ đề xuất các biện pháp phòng chống tại việt nam gửi về cục y tế dự phòng theo dõi tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương, đơn vị, triển khai giám sát, phòng chống và xét nghiệm viêm gan virus, trong đó tập trung vào hoạt động tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn và đạt tỷ lệ bao phủ theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn chuyên môn và giám sát phòng chống bệnh viêm gan virus, tổ chức tập huấn đào tạo cho cán bộ y tế tại địa phương trên địa bàn viện phụ trách.